Xin chào các bạn. Hiện nay Sinh vẫn đang ở trong xã Xuất Lễ. Đây là một xã biên giới, xã vùng 3 của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tiếp giáp với Trung Quốc. Chúng ta đang dự lễ vào nhà mới của anh chị người Tày ở thôn Thạch Huyên. Nhà xây khá to, mặt sàn 100m², gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm. Ở 2 video trước, Sinh đã đưa các bạn tham quan bếp xem họ làm một số món ăn như là khâu nhục, giò thủ. Sau đó, chúng ta đã chứng kiến các chàng rể và thông gia mang lợn quay đến lễ mừng nhà mới. Bây giờ Sinh sẽ mời các bạn đi tham quan một vòng, xem anh em ở bếp chuẩn bị dọn mâm để chờ khách đến ăn cỗ nhé. Món là thủ nhìn rất lớn nhỉ? Đây chính là món giò thủ mà tối qua chúng ta đã xem các anh ấy chế biến, sau đó cho vào bao tải và ép để chảy mỡ ra. Xếp ra đĩa luôn. Ở đây thì mọi người đang chặt thịt lợn quay, rất nhiều thịt lợn quay. Đây là cái cây ra rồi. Tay bắn ra rồi. Cái này là món nộm à? Vâng. Cái con này béo bút xe đấy. Cái con này béo đấy. Vì đắng à? Sao nhóm? Vì đắng nào mà? Vì đắng phải à? Năm bớt nữa hạt thêm. Đây là mình ngâm muối rồi phải không? Em ngâm muối rồi. Ủa nhiều nước thế. Vậy là về đâu? Sao có đây nhiều nước thế nhỉ? Hôm qua chắc là không dựng lên thì không có nước. Đây là bia. Bia chặt cho đấy. Bia nhờ chặt lợn đấy hả? Bia này là con rể. Để gọi là bên mình cho chặt lợn quay đấy. Chặt lợn quay. Ờ, đây lợn quay phải lấy lợn về cho bia chặt lợn. Chặt lợn quay đây gọi là ba ba đây. Chặt lợn quay đây, cái chặt lợn quay đây. Xong nhiều con, đây là một con nữa kìa. Ba con à? Đây con này nữa. Ồ, tôi này cái câu. Sao nhiều thế nhỉ? Nhiều lắm. Năm con à? Còn một con nữa. Gương này mới to này. Đây là mọi các bạn đang tặng gương nhé. Mừng nhà mới. Bạn cuộc khởi à? Tặng đấy. Dạ vẫn bảo cái hả?
chiếc đĩa ra này à? Anh đây nó bị lên đĩa với bát đĩa mà. Có tự ăn bát đồ, bát ăn đĩa ra. Anh. Đây là bánh cuốn. Quay người nhá. Đó, quay cả người rồi. Quay người đâu? Người có kẻ. Quay người đâu? Quay người đấy. Về nha. Không phải về. Khách đã đến rất đông rồi. Kia. Khách đã đến rất đông rồi các bạn ạ. Lên đó. Ta sẽ cùng lên tầng nhá. Đây là phòng đây. Dọn hết cả ngoài hành lang. Đây là ba mâm. Ờ, đây là ba mâm. Thiền gà đã lên đến nơi rồi. Trong buồng đây có mấy cô gái xinh nữa rồi. Đây là rộng cả cái tầng hầm các bạn nhé. Quay. Đây là thịt lợn quay đây. Bên này là thịt gà và thịt lợn quay nữa này. Cái này còn nhiều rồi. 100 mâm nhé các bạn. 100 mâm nha. Đây là món chim cu trao. Chim cu trao. Chim cu hay chim gì? Chim cút. Nướng nhá. À, chim cút nướng à? Vâng. Cút nướng. Nướng nhá. Nhìn hấp dẫn nhỉ? Vâng. Nem đồ thủ này. Đồ đâu? Đồ thủ em là. Nhìn hấp dẫn chưa? Đây à? Ờ. Tại nào ốc hình 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 làm gì? Cái thằng bụng bạp này tránh hả? Cho tiền à? Ăn nem thì ăn đi. Tránh. Chiên cái này đâu ấy? Có tiền cầm ăn được không? Ờ. Chiên cái này cần đâu? Trên kia. Mỗi người trên kia. Xăm mâm hết ạ. Xăm mâm hết ạ. Đây là món xào. Đúng xào thì đây là thập cẩm. Cái này còn xào nữa chứ. Sao nhục cứ lấy ra nhỉ? Sao nhục chưa? Trong phẩm trong kia. Đi mà lấy à? Đi. Sao nhục vẫn còn trong này. Có dùng nguyên sinh không? Mùi khâu nhục đây các bạn ạ. Đã mở vung rồi. Quay ôm nó nhục bắt đầu lên rồi. Nồng đẹp quá nhỉ? Thiếu màu anh ạ. Thiếu màu à? Thiếu cà rốt. À, thiếu cà rốt. Đây ở bên nhà hơi chật. Đây là chủ nhà gọi cả hai bên này.
chào các bạn nha, chào các anh. Làm chén á? Bạn này quen đấy nhỉ? Hả? Chưa có món làm chén anh đi. Gặp lại trai đẹp đi hồi rồi nhá. Thầy đi quay à? Nhưng mà vẫn chưa đủ món đúng không? Chưa đủ món đâu. Ừ. Nhưng mà phải từ từ. Chắc phải cho ra bên đó. Đấy là mùi rượu trước. Bên này các cô ngồi chưa đủ món đúng không? Thì sao bên này? Ô bên này chưa ăn à cô? Ôi, chưa đủ món à? À. Vâng, chờ một tí. Vâng. Thôi ngồi ngắm nhau cũng được. Xinh. Nhìn nhau cho xinh. Ở bên nhà không đủ chỗ cho nên là chủ nhà đã dọn luôn cả sang bên này. Đây nhà mới kia. Đây nha. Gặp lại trai đẹp ở hội đây này. Lại cỏ này. Hôm nay cũng đội mũ đẹp trai hơn hay sao ấy? Hôm nay ít cồn hơn là xấu hổ. Thằng này lại có uống bia rồi hả? Không lại có uống bia ấy. Ôi không đội mũ nhìn khác nhỉ? Nhìn già hơn nhỉ? Nhìn trẻ hơn chứ. Trẻ hơn à? Con mặt mà ăn mồng vào nó mới trẻ chứ. Nhìn hói hơn. Hôm nay bạn mang lên đâu đấy? Không, 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 gửi xe ở nhà bạn này này. Thế thì rốt ra làm đi đi bây giờ. Thôi hình như tao đi. Làm chén đấy. Đi với Toán này. À đi bây, đi đi. Ôi, 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 món gì đấy? Thịt gà. Thịt gà có hết là cho hai đĩa thì cho thôi. Ôi chưa ăn là lấy tăm rồi à? À chưa có đũa. Làm ly. Ờ. Làm ly nha. Anh ơi kênh gì đấy? Tiên Sinh TV. Tiên Sinh. Mẹ có up lên đấy. Hả? Tối lên xem nhá. Có. Đây là uống một mình à? Mời mọi người nhá. Nhưng mà chưa cầm đũa mời nhá. Nhưng mà lấy cái máy cho chú kia quay chú uống rượu mới được á. À không cần đâu anh ạ. Hả? Thế không thấy mới thấy á. Không em quay mọi người thôi. À. Thế thôi không phải quay mình chứ. Bắn ra 70 mâm của người Tây. Bạn anh quen chưa? Mời mọi người đi đến đây. Vâng, sức khỏe mọi người. Sức khỏe mọi người nhá. Tí lại lại cỏ nhá. Đấy nhá. Tí lên cây dày cỏ nhá. Chào. Dán ở trên kia à? À đây à. Chỗ này chật quá phải không? Chỗ này chật quá phải không? Đây phía bên này là nhà cũ nhé, nhà cũ của anh chị kia. Đây là nhà mới này, nhà mới 2 tầng khang trang, dài 100m2. Đây khách đang đến ăn cơm đây. Đi sang thử xem có chị Nùng là xinh gái không nhé. Cái gì cũng nào phân khẩu mà đi ra bên khẩu ấy rồi nè. Ồ. Tí các cô các chị có ai hát thi không? Không biết hát à? Thì hát thi nhá. Không biết hát. Anh An bảo có người biết hát mà. Đi kiếm các bà đội biết hát thi. Không đâu. Hai bạn này biết hát không? Không biết. Đây này. Chắc là có người biết hát đấy nhưng mà ngại chưa hát thì uống rượu mà mới hát nhờ. Bây giờ đã có tiếng phát ra từ phía áo trắng rồi. Đúng rồi. Hát đi. Bên trong này mọi người đang ăn chưa đủ món nữa. Đây các bạn xem mâm cỗ đây. Cũng còn thiếu món chim này. Thiếu món chim, thiếu món kho lục. Mỗi bàn 10 đôi là được rồi. 20 phút nữa là 11 giờ. Thank you.
mọi người chuẩn bị ăn cơm rồi, vẫn thiếu món. Một đại khách đang ngồi chờ. Bây giờ cơm đã dọn ra rồi các bạn nhá. Sinh với các anh ở đây chuẩn bị chén đấy. Mọi người đang đông lắm rồi. À, hai đồng chí ơi, món thịt gà. Quay nem nem với giò thủ. Đấy à. Xin mời mọi người nhá, xin mời mọi người ăn cơm nhá. Sức khỏe mọi người. Còn món khao nhục chủ nhà chưa mang lên. Một lát nữa. Khao nhục mở từ nãy nhưng mà chưa mang lên được, đông quá. Đông quá các bạn ạ. Mời cả nhà ăn cơm nhé. Rồi đi cả nhà, xin mời đi. Dưới kia có rất đông các anh chị người Nùng. Lát nữa xin sẽ bảo các anh chị hát thi để mọi người nghe. Các bạn ơi, món khao nhục đã đến đây này. Món khao nhục vừa đến xong. Món khao nhục mà tối qua Sinh và mọi người ngồi chờ trực đấy. Ngồi đun bếp ấy, đun lửa đấy. Chân nhớ nhé. Ngon tuyệt vời luôn này. Em ơi cháu. Mời cả nhà nhá. Đây là món phở này. Hôm nay chén là cắt rồi ạ. Vâng, cháu bạn rồi. Cái cháu này. Mọi người đang uống rượu rất là vui vẻ nha các bạn nhé. Bên kia có mấy thanh niên người Nùng đang ăn cơm rồi. Lát nữa sẽ bảo các bạn ấy hát gì. Món khao nhục thì phải ăn nóng mới ngon các bạn nhé. Anh ấy đang phân phát cho mọi người. Mỗi đĩa này có 8 miếng, vừa đủ mỗi người một miếng. Anh ấy chọn khôn, anh ấy chọn sau cùng được miếng to nhất. Thịt ba chỉ rất là dày này. Ba chỉ mà đun rất là kỹ rồi cho nên nó mềm lắm. Cái này cho vào mồm chỉ đá lưỡi hai cái là nó tan ra hết các bạn ạ. Mời các bạn nhé, mời các bạn ăn món khoai nhục nhé. Tối qua chờ 3 tiếng chưa được ăn, bây giờ ăn nhá. Thưa các bạn, đây là anh chủ nhà. Anh đang đi mời rượu mọi người. Anh là ông chủ của nhà này, còn một cậu chủ nhỏ nữa. Hôm nay có nhà đẹp, anh ấy phấn khởi lắm. Nhà đẹp. Thưa các bạn, đây là cậu chủ nhỏ của chủ nhà nhé. Cậu chủ nhà sinh năm 91, làm nhà 3 tầng 2 tỷ đây. 2 tỷ 1 đấy chứ anh. 2 tỷ 1 à? Ừ. 2 tỷ 1 cho cháu. Hơn đây, hơn 2 tỷ 1. Hơn 2 tỷ 1 đấy. Cậu chủ nhân của bữa tiệc hôm nay nhé. Đây là các bạn. Anh xin nhá. Đây là nhà nhá. Và nhà mới ăn 100 mâm. Đây là cái hương của anh chị tặng này. Mừng tân gia cậu vợ này. Đây là anh chị thương non. Anh chị
khởi lại tiếp tục lên trên tầng để tiếp khách rồi các bạn ạ. Đây là tiếp tục chén vậy. Như vậy là Sinh vừa đưa các bạn đi tham quan một vòng, gặp gỡ khách đến dự tiệc và xem mâm cỗ của người Tày ở suốt lễ. Lát nữa, sau khi khách uống rượu Tây Tây rồi, Sinh sẽ bảo các anh chị người Nùng hát khi và quay video cho các bạn xem nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ tạm chia tay tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sinh nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.